Phát triển nông nghiệp gắn với chế biến được coi là một trong những giải pháp trọng tâm để giải quyết bài toán được mùa mất giá và nâng cao giá trị cho nông sản. Đây cũng là hướng đi mà xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đang tập trung thực hiện, bước đầu là khuyến khích thành lập các hợp tác xã về lĩnh vực này. Diện tích cam hữu cơ của gia đình anh Hoàng Đức Hùng, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên là một trong những vùng nguyên liệu của hợp tác xã Thảo Mộc Việt, phục vụ sản xuất sản phẩm trà cam thảo mộc dạng túi lọc. Cây cam được canh tác với những yêu cầu khắt khe về giống, phân bón, cách phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra. Nhờ liên kết với hợp tác xã mà việc tiêu thụ cam luôn có sự ổn định về giá cả, không lo tình trạng được mùa mất giá và giảm tải được áp lực ở khâu tiêu thụ, bảo quản quả tươi mỗi khi vào chính vụ. Đây cũng là động lực cho người trồng cam yên tâm sản xuất theo hướng hữu cơ, đồng thời cũng mở ra một hướng đi mới trong việc nâng cao giá trị loại quả này. Trong cái sản xuất hữu cơ, chi phí đầu vào nó rất là cao, nhưng mà cái sản phẩm thì đạt cái tiêu chuẩn ấy, thì được cái thị trường đón nhận với một cái giá nó cao gấp 3 lần cái sản phẩm thông thường. Liên kết với hợp tác xã Thảo Mộc Việt này thì chúng ta đưa vào cái chế biến sâu này sẽ nâng tầm được một cái giá trị của cái sản phẩm. Đây nó một cái tương lai lâu dài và bền vững để cho bà con sản xuất hữu cơ và sẽ yên tâm cái đầu ra hơn. Các loại cây dược liệu và một số thế mạnh về các loại cây có múi thì hiện nay là địa phương đang sẵn có. Việc bán sản phẩm theo cách thông thường là bán quả tươi thì chưa được đưa về đúng giá trị thật sự của nó. Khi mà sản phẩm được chế biến sâu thì một là có thể nâng cao được giá trị, hai nữa là việc quảng bá hình ảnh sản phẩm sẽ tốt hơn. Hoạt động trong lĩnh vực chế biến từ cuối năm 2021, Hợp tác xã Thảo Mộc Việt phát triển 7 sản phẩm trà túi lọc với các nguyên liệu đa phần sẵn có của địa phương như chè, cam, tía tô, giò cổ lam. Dây chuyền sản xuất được đầu tư, chú trọng thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm, dán tem truy xuất nguồn gốc. Với sản lượng bán ra thị trường trung bình 8.000 đến 10.000 hộp mỗi tháng, nhu cầu thu mua nguyên liệu là khá lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm dược liệu, khâu kiểm soát nguyên liệu đầu vào của hợp tác xã được đặc biệt chú trọng, đòi hỏi các nhà vườn phải nâng cao chất lượng canh tác. Việc chú trọng về chất lượng và an toàn thực phẩm là luôn được hợp tác xã đặt lên hàng đầu. Gần như 100% nguyên liệu là được hợp tác với liên nhóm hữu cơ Hàm Yên. Hàng năm thì cũng được tham gia đánh giá về tính an toàn cùng với nhà vườn cũng như liên nhóm. Đối với hợp tác xã chúng tôi là hoàn toàn yên tâm. Tân Thành là xã có thế mạnh về trồng trọt với quỹ đất lớn. Một số loại cây như cam, chè được phát triển nhiều năm nay, tuy nhiên chủ yếu vẫn tiêu thụ ở dạng thô, giá trị sản phẩm chưa cao. Việc nông sản được chế biến sâu đã giúp tăng thời gian bảo quản, hạn chế tổn thất. Từ đó, giúp địa phương này phát huy được tiềm năng, giá trị các cây trồng chủ lực, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng là hướng đi được cấp ủy chính quyền xã chú trọng nhằm hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên nghiệp hơn. Xã thì cũng có cái định hướng, thứ nhất là tạo điều kiện khuyến khích cho các hợp tác xã mới thành lập tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước. Cái thứ hai là hỗ trợ về chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã thành lập được 6 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt là hợp tác xã Thảo Mộc Việt thì hiện nay đang chế biến một số cái sản phẩm nông nghiệp tại xã, cũng góp phần để tiêu thụ các sản phẩm ở trên địa bàn, đồng thời thì cũng nâng cao cái giá trị hàng hóa và tạo cái công ăn việc làm cho người dân. Hoạt động của các doanh nghiệp hợp tác xã chế biến đặt ra nhu cầu hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, góp phần giúp người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến canh tác chuyên nghiệp chất lượng hơn. Đầu tư vào chế biến sâu chính là giải pháp lâu bền để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, khẳng định thương hiệu nông sản địa phương.